thấy nhổ không cào, không cào không cào mệt tới ghê. Làm cái máy này tốt mía lẹ à. Vì điện con có mấy cây dừa nào chứ. Ông bà bằng cái đồ cào quá, trời ơi đi nghe đâu. Ra đi đập cho. Nghe, nghe nổi ốc cục luôn ấy. Ừ. Ông bà rồi trời ơi ốc nó cục nổi luôn á. Đặt hả? Ừ. Trời tốt mía thì sướng ghê luôn. Sao không bỏ đường bỏ đá vô bán cho nhiều mà thôi hết vậy? Làm khỏe ghê trời, nãy mà làm lẹ ghê luôn. Xong rồi đó. Mới có chút xíu kẹt đầu kẹt cào là xong. Ừ. Cháu mà con nghe ông làm mà con nổ cục luôn á. Cầm mỗi tay kia mỗi tay này. Được chưa? Chế đồ cào mía. Ừ. Do it.